em đang test cho các bác nghe cái mẫu chép 750 leo bi các bác nhé. Em đang test một cái này. Đây, dòng chép 750 leo bi. Con này rất là xịn các bác nhá. Trời, chép đánh quá là hay. Quá căng luôn. Con này lắp của nó lắp nhôm các bác nhá. Lắp nhôm. Cái lắp của nó là hình mũi kế. Hoặc là các bác gọi là chép leo chữ H cũng được. Nhìn cái lắp của nó thoải ra, không khác gì chữ H các bác nhá. Các bác mua hàng thì các bác gọi đây là chép leo chữ H hoặc là chép leo mũi kế. Chép leo 750. Đây là dòng chép leo 750. Chép leo bi các bác nhá, chép leo bi. Con này côn 75. Côn 75, côn nó côn dây dẹt. Và con này từ leo của nó 131. Từ leo 131. Gen của nó là gen bắt ốc. Bản gen bắt ốc 1, 2, 3, 4. 4 lỗ bắt ốc các bác nhé. Con này từ leo của nó rất là dày. Rất là nhiều từ leo. Con này rất xịn các bác nhé. Mẫu chép này được rất là nhiều bác khách nhà em mua để về làm sự kiện. Dòng chép này đánh sự kiện cho các bác thì rất là hay. Các bác đang nghe nha, chép đánh rất là căng. Tiếng sáng này. Chép leo bi 750. Em đang bán giá 2,4 triệu một đôi nhá. 2,4 triệu một đôi. Một dòng chép leo bi 750. Nó đứng số 1 trong những dòng chép leo bi 750 các bác nhá. Hiện tại đang đứng trong top những dòng chép leo bi 750 nhà em. Con này là hàng nhập khẩu chính ngạch của Trung Quốc các bác nhá, nên rất là xịn. Dòng chép này cho các bác tha hồ đánh sự kiện. Tha hồ mà đánh các bác nhá. Rồi như em xin tắt nhạc. Như những gì em đã giới thiệu, mẫu chép leo bi 750 này của nó là từ leo 131. Chiều ngang của nó 131 này. Con này côn nó côn 75, côn dây dẹt. Và từ leo của nó rất là dày và nhiều. Lắp nhôm này. Em đang bán giá 2,4 triệu một đôi. Bác nào mà mua hàng mà muốn xem nội thất của em nó, muốn xem cái côn bên trong, nhiều bác mua hàng là muốn em mở cái nắp của nó ra này để xem, muốn xem cái côn bên trong, thì bác nào mà muốn xem thì kết bạn số Zalo nhà em các bác nhá. Kết bạn qua số Zalo nhà em để em gửi hình ảnh nội thất bên trong cho các bác xem. Rồi nhá, em xin dừng video tại đây. Mua hàng thì nhà em sẽ chèn số điện thoại trong video, số Zalo và số hotline, hoặc em để số điện thoại nhà em trên tiêu đề. Chi tiết mua hàng gọi trực tiếp cho em các bác nhá. Ví dụ các bác mua mẫu chép leo này thì các bác bảo là mua chép leo bi 750 chữ H là em rõ. Rồi nhá, cảm ơn các bác rất nhiều đã xem video. Video mà hữu ích các bác nhớ ấn like và ấn chia sẻ, và tặng cho nhà em một lượt đăng ký kênh để ủng hộ nhà em nhá.